Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về một cái sản phẩm, đó là một chiếc loa kéo của hãng Beats với model là Beats 6900 Pro. Đây là một trong những chiếc loa mà có thiết kế khá là ấn tượng. Chiếc loa này có thiết kế khá là thể thao, cá tính và rất chi là mạnh mẽ. Đây là một chiếc loa Beats 50 với công suất của loa, công suất mắc của loa lên tới 800W, và đây là một chiếc loa mà chúng ta có thể thoải mái sở hữu chơi ngoài trời, hoặc là những không gian loãng, hoặc là những hội trường, hoặc là chúng ta có thể chơi làm sự kiện, rất chi là tuyệt vời. Và hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết về chiếc loa này nhé. Khác hẳn với những dòng loa khác ở trên thị trường, chiếc loa kéo của hãng Beats 6900 Pro có thiết kế khá là mạnh mẽ và ấn tượng, đó là một thiết kế dáng rất thể thao. Ở phần rìa của loa thì được thiết kế các gân guốc, chúng ta có thể nhìn quan sát kỹ hơn khi mà chúng ta nhìn gần. Với đường gân này khá là mạnh mẽ. Vỏ thùng loa thì được làm bằng gỗ rất dày. Với trọng lượng của chiếc loa này thì trọng lượng thực lên tới 44kg cơ. Và đây là toàn bộ bản mạch của chiếc loa. Đương nhiên là ở phần chân của loa được thiết kế 4 bánh xe để chúng ta có thể xoay 360 độ. Và chúng ta cùng tìm hiểu về bản mạch của chiếc loa này. Loa có khả năng kết nối Bluetooth, kết nối không dây với điện thoại, máy tính và TV. Thì ngoài ra loa cũng có cổng kết nối với điện thoại, máy tính và TV qua cổng AV. Thì đây là tính năng cơ bản của tất cả dòng loa, gần như là dòng loa nào cũng có. Nhưng em vẫn phải giới thiệu lại để chúng ta cùng tìm hiểu. Và loa cũng có cổng kết nối USB này, cổng kết nối thẻ nhớ. Và loa có cổng kết nối micro bằng dây, cổng kết nối đàn guitar điện. Và đây là các phím tinh chỉnh. Đương nhiên đây là dòng loa hàng cao cấp nên nó sẽ được tích hợp đó tính năng dì vật khi mà chúng ta hát karaoke thì sẽ cho giọng ca chúng ta sáng hơn. Và đây là model của loa Beats 6900 Pro. Dòng loa này thì được lắp ráp và sản xuất ở tại Việt Nam. Về phụ kiện của loa thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay trong vỏ này, đó là gồm có hai micro không dây. Mic này được thiết kế rất đầm và chắc chắn, và mic được làm bằng hợp kim. Ngoài ra thì nhà sản xuất cũng cho chúng ta hai chiếc chống lăn để chúng ta khi chúng ta để mic thì sẽ không bị lăn, và một điều khiển từ xa để chúng ta khi chơi nhạc bằng USB thẻ nhớ thì chúng ta có thể chọn bài, tua bài và lách bài. Và ngoài ra thì cũng có một giắc nguồn, đây là giắc để chúng ta có thể sạc khi mà loa hết pin. Còn về chất lượng âm thanh của chiếc loa này thì chúng ta không thể nào chê vào đâu được đây, bởi vì đây là một dòng loa hàng công suất lớn để cho những khách hàng yêu cảm giác mạnh, cũng như là chúng ta khi sở hữu chơi ở những không gian loãng, những nơi đông người. Và bây giờ chúng ta hãy cùng test thử và chất lượng âm thanh của chiếc loa này để xem thực hư như thế nào. Không biết là quý vị và các bạn vừa thưởng thức về chất lượng âm thanh của chiếc loa Beats 6900 Pro như thế nào. Còn riêng về nhận xét của riêng cá nhân tôi thì tôi cảm thấy rằng là một chiếc loa này quả thật là cái tiếng trống của nó rất chi là sâu và uy lực, thoải mái để chúng ta có thể chơi ở những không gian loãng, kể cả chúng ta làm sự kiện như là làm đám cưới hoặc là hội nghị thì rất chi là tuyệt vời rồi, không thể nào mà chê vào đâu được. Đương nhiên là chiếc loa này nó sẽ có giá thành cao hơn những dòng loa cùng phân khúc loa Beats 50 trên thị trường một chút, với giá của chiếc loa này là lên tới 8 triệu 350 nghìn.
Không chỉ cho chất lượng âm thanh khi chúng ta chơi nhạc rất hay, mà chiếc loa này cũng có chiếc micro này, khi mà chúng ta hát karaoke nó cũng rất chi là sáng tiếng. Còn bây giờ em sẽ thử về chất lượng âm thanh của chiếc micro này nhé, để chúng ta cùng tìm hiểu. Hello, 1, 2, 3, 4, em test thử về chất lượng âm thanh của chiếc micro này, với độ vang rất tốt. Hello. Và một điều mà chúng ta không thể không nhắc tới nữa, đó là chiếc micro này cũng có khả năng reset tần số UHF để chúng ta có thể điều chỉnh tần số lệch so với tần số của chiếc mic khác ở trên thị trường. Đây cũng là một tính năng rất chi là đặc biệt mà không phải chiếc loa nào cũng có được. Và em xin nhắc lại là chiếc loa này là loa của hãng Beats. Beats là một trong tên tuổi thương hiệu rất chi là nổi tiếng và chỉ sản xuất dòng loa hàng cao cấp. Và tất cả sản phẩm đều được bảo hành 1 năm và bảo hành toàn quốc. Nên chúng ta khi mà sở hữu dòng loa này, chúng ta hoàn toàn yên tâm về kể cả về khâu chất lượng và bảo hành. Với trọng lượng của chiếc loa này thì như vừa nãy em đã giới thiệu, đó là trọng lượng của chiếc loa này có phần nặng hơn dòng loa khác trên thị trường với trọng lượng là 44 kg. Và kích thước lần lượt của chiếc loa này đó là 86x52 và x55. Thì em đã công bố về chiều cao và cân nặng để chúng ta dễ hình dung khi mà chúng ta có ý định muốn sở hữu chiếc loa này. Rồi anh em là nếu có nhu cầu về chiếc loa này có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại em để sẵn trên màn hình. Em sẽ tư vấn sâu hơn để chúng ta cùng tìm hiểu nhá. Xin cảm ơn mọi người.